Bao nhiêu trong số cô dì chú bác ở đây đã giải độc cho cây trồng thì comment số 1 dùm em Khánh này. Có rất là nhiều nhà vườn á, trong cái thời gian vừa rồi là không tập trung giải độc. Ở đây đó là giải độc cho cây trồng và đặc biệt là giải độc cho đất lân kali, đặc biệt là kali trong cái giai đoạn vừa rồi, hay là các chất ức chế sinh trưởng như hexa, MKB nó còn tồn quá là nhiều trong cây trồng, gọi là chất ức chế sinh trưởng khống chế các cái men coreo sinh ra cái GA3 để giúp cho cây đi đọt. Việc giải độc cho cây trồng là một cái bước khá là quan trọng và vô cùng quan trọng. Nên cô dì chú bác giải độc đất và giải độc bên trên. Thì năm nay thì các bác có thể xử lý cho em Khánh cái việc giải độc bằng dùng cái amino X. Cái amino X của em Khánh thì em Khánh có bổ sung 3 loại axit amin. Axit amin ở đây đó là axit amin định hướng. Định hướng là gì? Có nghĩa là cái giai đoạn đấy mình cần định hướng cho cây trồng nó sinh ra cái men coreo mạnh hơn để giúp cho cái cơi đọt nó đi được nhiều hơn, giúp cho cái cấu tạo lá nó được to hơn, nó được dày hơn. Và sau khi đó thì mình dùng các cái vật chất lấp đầy, ở đây gồm có canxi, magie, đặc biệt là magie để tăng cái diệp lục cho lá, lấp đầy cái bộ lá nó đi. Thì có phải là cái lá nó to như thế này thì khả năng quang hợp nó được nhiều hơn không? Cái bề mặt nhận ánh sáng hay là thu bắt proton nó có phải là được nhiều hơn không? Nên giai đoạn cơi 1, cơi 2 rất là nhiều bà con mong muốn rằng mình làm cái cơi thật là to, rất là đẹp. Đấy, cái to và đẹp chứ không phải là dài cơi đỏ. Rất là nhiều bà con là đẩy rất là nhiều đạm, ví dụ như đạm cá đạm 30 10 10 thì nó làm cho cái cơi đọt nó phóng và nó dài ra, cấu trúc lá nó yếu, lá nó nhỏ, thì cái đấy là không nên. Mình phải làm gì để cho cái lá nó to và cái ngọn nó to, lá nó dày và nó đi đều hết các ngọn thì nó mới là cái giải pháp tiên tiến và cái tốt để giúp cho bà con canh tác hiệu quả trong tương lai. Được không, ngồi gì chú bác?